Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị, xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Thưa quý vị, một trận động đất xảy ra ở huyện Càn An, tỉnh Cát Lâm lúc 4 giờ 23 phút. Tâm chấn của trận động đất này ở tọa độ 44,624 độ Vĩ Bắc và 124,122 độ Kinh Đông. Cường độ trận động đất mạnh là 5,0 độ Richter, độ sâu tiêu cự khoảng 10 km, cường độ tối đa là cấp 6. Trận động đất này là trận động đất nông lớn nhất ở tỉnh Cát Lâm trong 40 năm qua, đồng thời là trận động đất gây thiệt hại kinh tế lớn thứ tư ở Trung Quốc đại lục. Hiện tại, trận động đất này đã được cứu hộ khẩn cấp thảm họa động đất của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đưa vào danh sách các thảm họa động đất ở Trung Quốc đại lục năm nay. Mặc dù tỉnh Cát Lâm được coi là một tỉnh tương đối ít và yếu về động đất ở Trung Quốc, nhưng sau hai trận động đất mạnh và sâu xảy ra là trận động đất Vọng Khánh năm 1999 và trận động đất Vọng Khánh năm 2002, nếu tính từ năm 1916, vùng Đông Bắc Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng của hai trận động đất đó. Sau khi được kích hoạt, nó sẽ bước vào giai đoạn hoạt động địa chấn thứ 5. Kết quả là các trận động đất nông mạnh vừa phải ở Đông Bắc Trung Quốc bắt đầu hoạt động, đặc biệt là sau trận động đất Vọng Khánh năm 2002. Một loạt các trận động đất mạnh vừa phải xảy ra liên tiếp trong những năm sau đó. Pan Xiaodong, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Dự báo và Phân tích Động đất và Núi lửa của tỉnh Cát Lâm cho biết, kể từ đầu thế kỷ 21, hoạt động địa chấn ở phía tây của tỉnh Cát Lâm tương đối mạnh. Một trận động đất ở Qian và trận động đất Qianggu năm 2013 là những ví dụ điển hình đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Trước trận động đất, chất lỏng ngầm của 4 trạm địa chấn trong phạm vi 360 km tính từ tâm chấn đều cho thấy sự bất thường chung và ngắn hạn rõ ràng. Vào cuối năm ngoái, Cục Địa chấn Cát Lâm dựa trên phân tích tình hình hoạt động của động đất và dữ liệu trước đó ở Đông Bắc Trung Quốc và tỉnh Cát Lâm trong những năm gần đây đã đề xuất rằng có khả năng xảy ra một trận động đất mạnh 5 độ Richter ở tỉnh Cát Lâm vào năm nay, đồng thời xác định khu vực Song Nguyên là khu vực giám sát động đất chính của tỉnh Cát Lâm. Sau đó, theo sự thay đổi của dữ liệu chất lỏng ngầm ở tỉnh Hắc Long Giang trước trận động đất và đặc điểm phân bố không gian và thời gian của hoạt động địa chấn khu vực, cuộc họp về tình hình động đất được tổ chức ở khu vực thủ đô đã đưa ra ý kiến đánh giá rõ ràng về tình hình động đất ngắn hạn và sắp xảy ra. Một trận động đất vừa phải từ 4 đến 5 độ Richter có thể xảy ra ở tỉnh Hắc Long Giang và các khu vực lân cận trong vài ngày tới. Mạng lưới địa chấn Trung Quốc xác định rằng trận động đất xảy ra ở huyện Qiankan, tỉnh Cát Lâm. Cường độ của trận động đất là 5,0 và độ sâu tiêu cự là 15 km. Thang đo được đo bởi mạng lưới địa chấn của tỉnh Cát Lâm tương đối thấp là 4,8 độ và độ sâu tiêu điểm được xác định là 10 km. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ xác định tâm chấn của trận động đất nằm ở tọa độ 44,624 độ Vĩ Bắc và 124,122 độ Kinh Đông. Cường độ trận động đất là từ 4,7 đến 4,9 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10,0 km và cường độ tối đa là 6. Sau trận động đất, Cục Địa chấn Cát Lâm đã triển khai 6 bộ máy đo địa chấn kỹ thuật số ở tâm chấn của trận động đất để theo dõi chuỗi dư chấn. Tổng cộng có 112 dư chấn được phát hiện bằng máy ghi địa chấn, trong đó lớn nhất là 3,7. Trận động đất ở Qian'an là một trận động đất mạnh vừa phải khác xảy ra ở lưu vực Song Liêu sau trận động đất ở Lâm Điếm năm ngoái. Bị ảnh hưởng bởi trận động đất này, thành phố Trường Xuân và thành phố Cát Lâm thuộc tỉnh Cát Lâm, thành phố Cáp Nhĩ Tân và thành phố Đại Khánh thuộc tỉnh Hắc Long Giang, huyện Trường Vũ thuộc tỉnh Liêu Ninh và thành phố Đồng Liêu thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ đã cảm nhận được trận động đất. Tuy quy mô trận động đất tương đối nhỏ, có 2 người bị thương nhưng không có ai thiệt mạng. Trận động đất cũng gây thiệt hại cho khoảng 70.000 ngôi nhà với tổng thiệt hại kinh tế khoảng 110,68 triệu nhân dân tệ, trở thành trận động đất thứ tư gây thiệt hại kinh tế lớn nhất ở Trung Quốc đại lục trong năm nay. Trong đó, một số cơ sở dịch vụ công cộng như trường tiểu học, trung học cơ sở, trung tâm y tế, viện dưỡng lão tại vùng thiên tai đã bị hư hại. Về vấn đề này, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đã ban hành cho tỉnh Cát Lâm khoản đầu tư trợ cấp trong ngân sách trung ương cho các dự án tái thiết và khôi phục sau thiên tai để tái thiết các cơ sở dịch vụ công cộng. Một trận động đất khác cũng đã xảy ra ở Thanh Xuyên vào lúc 14 giờ 37 phút ngày 30 tháng 9 năm 2017. Tâm chấn của nó nằm gần thị trấn Mã Công, huyện Thanh Xuyên, thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, tại tọa độ 32,27 độ Vĩ Bắc, 105,0 độ Kinh Đông với cường độ 5,4 độ Richter và độ sâu tiêu cự 13 km. Cường độ tối đa gần tâm chấn đạt 5 độ,
Đây là trận động đất lớn nhất ở thành phố Quảng Nguyên kể từ năm 2017. Hệ thống công nghệ cảnh báo sớm động đất ICL do Cục Phòng chống động đất và giảm nhẹ thiên tai Quảng Nguyên và Viện Nghiên cứu giảm nhẹ thiên tai công nghệ cao Thành Đô phối hợp xây dựng đã cảnh báo thành công trận động đất mạnh 5,1 độ Richter. Hệ thống công nghệ cảnh báo sớm động đất ICL là thành phố Quảng Nguyên, cách tâm chấn 78 km, với thời gian cảnh báo sớm là 18 giây và cường độ ước tính là 3,3 độ. Thành phố Miên Dương cách tâm chấn 91 km với thời gian cảnh báo sớm là 22 giây và cường độ ước tính là 3,0 độ. Tâm chấn cách thành phố Long Nam có thời gian cảnh báo sớm là 32 giây và cường độ ước tính là 2,6 độ. Thành phố Đức Dương cách tâm chấn là 140 km có thời gian cảnh báo sớm là 37 giây và cường độ ước tính là 2,4 độ. Theo đo đạc sơ bộ của mạng lưới địa chấn Thành Đô, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter đã xảy ra gần huyện Thanh Xuyên, thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, tọa độ tại 32,3 độ Vĩ Bắc, 105,0 độ Kinh Đông. Sau đó, mạng lưới địa chấn Trung Quốc đã công bố giá trị đo lường chính thức và xác định chính thức là tâm chấn nằm ở huyện Thanh Xuyên, thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, tọa độ là 2,27 độ Vĩ Bắc, 105,0 độ Kinh Đông, cường độ của trận động đất là 5,4 và độ sâu tâm chấn là 13 km. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ xác định tâm chấn nằm ở tọa độ 32,32 độ Vĩ Bắc, 105,02 độ Kinh Đông, quy mô của trận động đất là 5,5 và 5,1 và độ sâu tiêu điểm là khoảng 10,0 km. Cường độ tại thị trấn Mã Công gần tâm chấn là 5, cường độ của Thành Đô và Nam Sung là 3 và cường độ của Tây An, Trùng Khánh và Thiên Thủy là 2. Viện dự đoán động đất của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã sơ bộ đánh giá rằng cường độ moment của trận động đất này là 5,1 và đó là một sự kiện động đất dựa trên lực đẩy. Tính đến 16 giờ 24 phút có tổng cộng 28 cơn dư chấn đã được ghi nhận. Tâm chấn của dư chấn tập trung ở mức 8 đến 21 km, trong đó lớn nhất là trận động đất mạnh 3,4 độ Richter xảy ra tại huyện Thanh Xuyên, thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 14 giờ 26 phút cùng ngày với độ sâu tiêu chấn là 21 km. Quận Thanh Xuyên nằm gần tâm chấn ngay lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ 2. Đồng thời, một trụ sở khẩn cấp đã được thành lập và Lưu Tử Cường, Phó Bí thư Huyện ủy đã đến thị trấn Mã Công để kiểm tra tình hình cụ thể của trận động đất. Cục Địa chấn Tứ Xuyên lập tức triển khai kế hoạch khẩn cấp, triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 3, thành lập trụ sở động đất khẩn cấp, tổ chức họp khẩn triển khai công tác ứng phó khẩn cấp, phân công Ban Phòng chống động đất và giảm nhẹ thiên tai địa phương đi sâu vào khu vực động đất điều tra, nắm rõ tình hình động đất, đồng thời quyết định cử đoàn công tác tại chỗ hỗ trợ chính quyền địa phương cứu trợ động đất, bao gồm một nhóm điều phối toàn diện, một nhóm thư ký công khai, một nhóm đánh giá thảm họa, một nhóm giám sát và một chi bộ tạm thời. Vào lúc 15 giờ 20 phút chiều, đội đầu tiên gồm 20 người tại chỗ do Phó Giám đốc Cục Địa chấn Tứ Xuyên Lôi Kiến Thành khẩn trương lên đường mang theo thiết bị và dụng cụ tại chỗ, vội vã đến khu vực động đất để tổ chức giám sát động đất, điều tra và đánh giá thảm họa động đất, phổ biến khoa học khẩn cấp động đất. Cục Địa chấn tỉnh Thiểm Tây ngay lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 1. Giám đốc Hồ Bân chủ trì cuộc họp, yêu cầu tăng cường thu thập tình hình thiên tai, báo cáo thông tin, nhiệm vụ khẩn cấp là giám sát động đất, nghiên cứu và phán đoán xu hướng, điều tra và đánh giá tổn thất thiên tai, công khai tin tức, duy trì ổn định xã hội và các công việc ứng phó khẩn cấp khác. Phó Giám đốc Lưu Trần đã dẫn đầu một đội khẩn cấp tại chỗ gồm 8 thành viên đến Hán Trung để tiến hành điều tra tại chỗ và ứng phó khẩn cấp khoảng 2 giờ sau trận động đất để tránh những tai nạn như chen lấn và dẫm đạp. Một số binh sĩ chính thức đang chờ tàu về nhà ga tại Miên Dương. Tỉnh Tứ Xuyên đã chủ động giúp ga Miên Dương giữ gìn trật tự. Quận Thanh Xuyên sẽ bố trí nhân viên đặc biệt để kết nối với những người có nhà bị hư hại và chú ý đến những nhu cầu cấp thiết. Sau khi hoàn thành việc điều tra và đánh giá thêm những ngôi nhà bị hư hỏng, những ngôi nhà rột nát sẽ được gia cố hoặc cải tạo theo kế hoạch tình hình thẩm định cụ thể. Từ Cường, Phó Giám đốc điều hành của Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Nhà nước về Phòng ngừa rủi ro địa chất và Bảo vệ môi trường địa chất của Đại học Công nghệ Thành Đô tin rằng cường độ gia cố của những ngôi nhà được xây dựng lại ở quận Thanh Xuyên đã lên tới 7 độ và không thể có cường độ 5,4 độ. Động đất có cường độ lớn như vậy, ý thức phòng chống thiên tai cũng ngày càng cao, sẽ không ảnh hưởng nhiều. Theo phân tích dữ liệu dân số di động lớn, dân số trong phạm vi 20 km tính từ tâm chấn là khoảng 42.000 người, trong phạm vi 50 km là khoảng 620.000 người và phạm vi 100 km là khoảng 6,84 triệu người. Dự án tái thiết đoạn đường tỉnh lộ 209 Yamen Liu He đang được xây dựng do đá lăn ở đoạn vách đá xoắn ốc, khiến một công nhân bị thương nhẹ ở chân. Đá rơi chặn đường tại Ngũ Đạo Hà,
đường Đông Yên, tỉnh lộ Phong Thuận đã thực hiện kiểm soát một số ngôi nhà ở thị trấn Yên Môn, thị trấn Cảnh Nguyên, thị trấn Phong Thuận và thị trấn Lục Hợp ở khu vực miền núi phía Bắc bị hư hại nhẹ, gạch bị lỏng và rơi xuống. Trong số đó, ống khói của một ngôi nhà dân làng ở tổ thứ 3 của làng Thanh Hoa, thị trấn Phong Thuận bị sập, gây thiệt hại lớn cho mái nhà và một chiếc xe của dân làng ở làng Hê Si, thị trấn Lục Hợp do bị một hòn đá rơi trúng, khiến cửa sau của ngôi nhà bị vỡ, rơi xuống xe tải và không có ai bị thương. Tất cả các trường học và danh lam thắng cảnh trong thành phố đã được kiểm tra qua điện thoại và không có tình trạng bất thường. Việc liên lạc trong toàn thành phố cũng rất suôn sẻ. Tổng cộng có 16 chuyến tàu khách, trong đó có 5 chuyến tàu cao tốc, 30 chuyến tàu khách tại nhà ga và khoảng 46 chuyến tàu chở hàng ở tỉnh Tứ Xuyên bị ảnh hưởng. Trong số đó, 16 đoàn tàu khách và 24 đoàn tàu hàng của đường sắt Bảo Thành bị ảnh hưởng, khiến hơn 1.000 hành khách tại ga Quảng Nguyên bị ảnh hưởng. Các cán bộ làm nhiệm vụ tại ga Quảng Nguyên lập tức kích hoạt phương án ứng phó thiên tai khẩn cấp, nhanh chóng dừng đoàn tàu T8 tại ga Quảng Nguyên. Quá trình vận chuyển diễn ra an toàn, thông suốt và trật tự. Tính đến 15 giờ, một số trang trại của nông dân và đường giao thông nông thôn ở thành phố Quảng Nguyên đã bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Nước, điện và thông tin liên lạc vẫn hoạt động bình thường. Hiến Một Quan, đường Gia Hà, hẻm núi Minh Quê và các danh lam thắng cảnh khác ở thành phố Quảng Nguyên không bị ảnh hưởng bởi trận động đất và mở cửa đón khách du lịch bình thường trong kỳ nghỉ. Hiện nay, nhân dân vùng bị động đất đã ổn định, giao thông thông suốt, an ninh trật tự ổn định, sản xuất và đời sống của nhân dân ổn định. Hiện tại, khu danh lam thắng cảnh không có tai nạn về an toàn du lịch, chưa phát hiện thiên tai, hoạt động du lịch đã đi vào nề nếp. Đường cao tốc dẫn đến Thanh Xuyên cũng trong tình trạng giao thông bình thường. Cục Phòng chống động đất và giảm nhẹ thiên tai thành phố Miên Dương báo cáo rằng một vụ lở đá xảy ra ở ngọn núi phía sau làng Bình Vũ, thị trấn Thủy Quan, huyện Bình Vũ khiến một ngôi nhà bị sập nhưng không có báo cáo thương vong. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!